Hi các bạn, đây các bạn. Biết gì không? Cái này là thịt thịt gà tây đó các bạn. Cái này là cái cánh của nó đó. Cái này mới để xíu bột nên nó dính lại nè. Cái này là quá cay luôn, các bạn thấy ớt không? Nha. Này là toàn ớt luôn, mới làm cay. Còn cái này không cay nè, nhìn hấp dẫn không? Mới làm hai cái tại vì mới nghĩ chắc ăn không hết rồi nên mới chỉ làm hai cái để mà hai con mắm ăn thôi, hai con mắm ăn cũng được. Chứ cái này là chắc chắn không được đó, mình để rất là nhiều ớt luôn. Xích qua đây. Thấy ớt không? Chiên cái này hơn một tiếng luôn đó các bạn. Cái này là mình chiên xong rồi mới ấy đó. Hơn một tiếng luôn. Cái này mình để nước tương cà nè. Tương cà rồi ớt, sả, có chút xíu tiêu nữa, chuẩn bị ăn nha. Mươi chơi chưa ăn lần nào luôn cái này, nhất là mươi tự làm bên này đó. Cái lễ mà lễ tạ ơn đó là hay ăn cái thịt này nè, là gần như nhà nào cũng ăn cái thịt này, ăn nguyên con rồi đó. Mình bắt đầu thử. Nghe để nằm qua các bạn. Làm nên nhúng bột không mới chiên nó chua chua cay cay, nước mắm nữa mặn mặn chua chua là mới để tương cà đó. Mấy cái chén cơm. Cái này giống như xôi vậy đó các bạn. Nếp. Chấm lên đây. Mới mở tiệm được rồi các bạn ơi. Mình hay che tay là nhiều khi nó dính răng thì mình cảm thấy không có thoải mái lắm. Ăn cơm nữa đã. Cơm nóng luôn. Mới vừa nấu luôn. Cái người dân tộc của Mê đó các bạn, người Ba Na đó, là cái cơm nếp này nè, là chỉ có nhà giàu mới ăn thôi. Có thể các bạn không không biết tại vì cái cơm nếp đó, cơm này nè, nhất là làm rẫy đó, cái cơm sẽ ngon hơn là nếp của ruộng. Mà rẫy thì nó rất là hiếm, một năm chỉ có một lần thôi, nhiều khi mất mùa cái là không có luôn. Nên là nhà giàu mới là ăn cơm nếp này quanh năm. Ăn cơm nếp quanh năm là nhà giàu, đối với người Ba Na đó, chỗ mình ở đó. Còn mà nhà ăn cơm không phải cơm nếp đó, nói chung là có nhiều loại loại gạo, loại nếp, loại cơm, nhưng mà nói chung là nhà nào mà ăn cơm nếp là nhà giàu vậy thôi. Là chỉ có nhà giàu họ có nhiều rẫy, nhiều ruộng này nọ thì họ mới có ăn cơm này quanh năm được. Nên ăn cơm mà không phải cơm nếp đó là chỉ có nhà nghèo thôi, hoặc là họ làm không đủ thì họ mua, hoặc là họ làm tại cái gạo kia đó, nếu như làm đó, nếu như có nước đầy đủ đó là một năm có thể thu hoạch 3 lần, 2 lần là trung bình rồi.
tới 3 lần nếu như làm tới luôn mà có nước á. Còn cái này là gạo nếp này là chỉ có một lần duy nhất thôi, một năm là một một lần duy nhất thôi. Còn gạo kiêu là có thể 3 lần, trung bình là 2 lần, nhưng mà nếu như làm tới mà có nước đầy đủ là có thể 3 lần. Ngon không các bạn, nhìn thèm không? Chắc chắn ăn không hết luôn các bạn. Chiên hơn 1 tiếng, 2 cánh gà thôi. Thịt nó dai. Dính sả. Cái này cắn thì nó dơ lắm, dính tùm lum hết tại nó bự quá đó. Mười bảy có được không à? Mà nó không có ấy bạn ơi. Nó không có ra. Không được có dầu. Nó còn quay quay nữa chứ. Ăn cái này mà muốn làm kiểu làm đẹp hoặc đổ. Chứ mình không biết chiên gà, chiên bình thường thì biết mà. Nhưng mà chiên nước mắm này nọ thấy người ta làm ngon mà mình làm không biết, không ngon. Xong mình ăn riết rồi ngon. Xong rồi mình nghĩ họ để sao, họ làm sao mà họ làm được. Bình thường á hồi trước đó mình chiên thịt gà đó mà chiên nước mắm hoặc chiên sả đó là mình ướp sả với nước mắm. Nhưng mà khi mà chiên nó đâu có ngon đâu các bạn. Nó không có ngon, không có màu mè giống như nhìn này giống hấp dẫn đâu. Xong rồi sau này thì mới biết à. Chiên là nếu như chiên sả với lại nước mắm đó, có thể các bạn ướp cũng được. Ướp chút xíu không? Xong rồi nhúng bột hoặc là không cũng được, chiên. Chiên tới lúc mà chiên chín rồi đó thì các bạn mới lấy sả xào, đổ miếng nước mắm hoặc là để thêm tỏi hay hành gì cũng được khô đó. Xong rồi để miếng miếng sả, xong rồi xào cho tới khi nào sả chín, giống sả chín nữa để nước mắm, đổ xì dầu cho dầu ăn trước. Không biết nãy giờ mình nói đúng không, dầu ăn trước xong rồi tới nước mắm, không tới sả. Xả xong rồi tới nước mắm nêm nêm lại cho nó vừa, để thêm miếng đường nữa. Vừa vừa là được rồi. Cho nó đặc lại thì lấy thêm bột năng á, bột ngon để cho nước, để cho lên khoảng 1 muỗng bột năng chẳng hạn, tùy theo các bạn làm nhiều hay ít. Xong rồi đổ nước vô quậy cho nó đều, xong rồi quậy cho nó đều xong đổ vô cái đồ mà mình xào đó cho nó đặc lại thì nó sẽ dính vô cái thịt gà nè, dính vô mà nó thấm, nó ngon hơn với lại nhìn nó ngon hơn nữa. Vậy đó các bạn. Cắn không nổi luôn. Trời ơi, ăn cái này phải dơ các bạn ơi.
Cái này ở ngoài người ta có bán nhưng mà không có ngon đâu. Mình nói thiệt, đồ ăn tụi Tây nhìn vậy thôi không ngon đâu. Họ nấu không có cầu kỳ giống mình đâu. Mình nó còn hầm xương, hầm đồ tùm lum. Họ nấu là ít khi hầm xương. Họ toàn mua nước mà người ta bán, người ta hầm sẵn rồi đó. Mấy cái đó. Xong rồi mấy cái này họ nướng đó. Họ ướp ướp này nọ, sơ này nọ, xong rồi chừng nào mà họ nướng thì họ lấy cái gì quét quét lên vậy thôi. Nhưng mà ăn thì bên ngoài nó ngon nhưng mà bên trong nó ăn nó không ngon đó. Miếng cơm này. Nên mình rất là mê ăn cơm nếp luôn. Nếp mình mê lắm. Tại vì nếp chứng tỏ là bạn giàu. Tại vì mình quen từ nhỏ rồi mà. Nhỏ lớn mà gần như là ăn nếp không. Mê bên nhà mình không phải là giàu nhưng mà đủ ăn. Nhà của mê đó, nhỏ lớn là nói chung là không 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 có giàu nhưng mà cũng đủ ăn, vừa ăn. Có nhiều nhà đó đồng nghiệp lắm mà không có đồ ăn đó, mình khi làm đồ ăn nấu đồ ăn này nọ giống như nấu cháo vậy đó, nhưng mà để gạo ít hơn là mấy cái rau, để rau thôi, nhất là mấy lá mì đó. Cắn miếng này đi. Coi miếng này nè. Lấy giấy. Mẹ Mary hay nướng á, hay nướng mà lễ Thanksgiving á, tạ ơn đó, mẹ Mary cũng hay làm lắm. Mà nguyên con. Trời ơi, nếu mà chiên nguyên con chắc là cả ngày không xong quá bạn ơi. Cái này cái cánh của nó thì còn không xong nữa. À, có này không? Rất no luôn. Nhưng mà đã cái là nó ngọt ngọt, chua chua, cay cay. Giòn. Giòn giòn. Rồi mình nhúng bột á, nó giòn. Mà cái này nè, chỉ có tự làm thôi mới ăn ngon được. Tại mình biết vừa ý giống Mary nè. Tại ở ngoài đó nhiều khi họ làm đâu có cay. Đây các bạn, ăn tiếp. Nãy bà nội nó qua. Quay không? Mình thấy ớt không? Mình tự làm á thì ăn nó ngon hơn, tại mình biết mình cần cái gì. Còn người khác làm chung thôi. Nó chỉ cay cay, đối với Mary thì nó không đủ cay. Còn Mary tự làm ở nhà Mary ăn mới đã. Người định đi mua gỏi đu đủ của Thái làm ngon lắm. Để một hồi nữa chắc người đi mua. Giòn luôn.
mà nghe nó giòn không? Da của nó cảm như nhúng bột á, nó ăn giòn. Còn cái này nó như các bạn làm xong xuôi mấy cái sốt xong rồi để vô mà để lâu á thì nó sẽ hết giòn. Là chỉ để vô xíu thôi, không có lâu đâu, cho nó thấm bên ngoài thôi. Từng người ăn thì chấm tiếp giống như một đống sốt nữa. Tại mình rất ăn sốt nhiều lắm. Nhiều khi ở ngoài làm á cũng ngon lắm, nhưng mà nó chỉ ở ngoài thôi, cũng ở ngoài thôi, còn bên trong của nó ăn không có ngon. Nên mới làm ở nhà thì mới sẽ làm nhiều sauce, bên ngoài thì không cần chấm, nhưng mà khi mà ăn thịt bên trong của nó thì cần chấm thêm nó mới ngon các bạn. Sắp sớm hả? Chả quá ra ăn ơi. Em làm nó sẵn không? Dai giống như luôn. Một mình ăn không hết. Thật sự bự quá ăn không hết luôn. Cơm hết rồi. Ăn miếng này giòn à. Cánh của nó miếng này tại nó nhỏ, nhiều sauce quá.
Ngon luôn. Không nổi đâu mà hết, không hết miếng này nữa. Miếng luôn cái món này, giòn giòn ăn không. Cái này còn nhiều thịt lắm mà ăn không hết được con. Nước à.
Ok, mẹ cho em đem vô đó. Ok. Sao con không có thích? Ok, một hồi nữa mẹ nói em mất hết. Cho mẹ ăn không? Ăn không? Cho thơ mẹ căng chắc là xong luôn. Nè. What does it taste like? Does it taste like fish? Giống như chicken á. I don't know. Can you hold it for me? Đây nè, nó sẽ để đây mình ăn xong rồi. Nó đây cầm cho nó không cầm được. Mình sẽ cắt miếng nè. Không chịu ra luôn. Hey, good. But can spicy too. Mẹ đâu có để ớt đâu mà spicy xảo à. Của mẹ mới để ớt nữa, này không có ớt nè. Spicy không? Dai phải không? Xong rồi các bạn. Bye.